Bà con ơi, cá đuối là nó rất tốt và tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà có một số người này, nếu ta ăn cá đuối vào, ăn thịt cá đuối vào thì lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình. Đó là những người, đó nó làm xấu đi sức khỏe. Đó là những người bệnh gan thận, người dị ứng với hải sản, bao bầu, say rượu. Những người này ta ăn thịt cá đuối vào thì nó làm cho chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi đó bà con. Cho nên bà con đừng ăn thịt cá đuối, để cho nó tốt cho chứng bệnh của mình, tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người có bệnh gan thận, bệnh gan, bệnh thận, người dị ứng với hải sản, bà bầu cũng không ăn, say rượu cũng không ăn. Đó là để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Mong bà con chúng ta cố gắng đừng ăn cá đuối những người đó. Còn lại là nó tốt cho những người ốm yếu, trị viêm, tốt không? Tốt. Sưng đau tinh hoàn, ấm hộ, viêm tiết niệu, sỏi thận, viêm đại tràng, viêm gan, vàng da, thối hóa, đau sưng, viêm, khớp. Ăn thịt cá đuối giống như những loại cá ta ăn thường ngày. Những loại cá ta ăn thường ngày sao thì ăn thịt cá đuối này cũng như vậy, không sao hết. Nhưng mà ăn 5 ngày liên tục thì phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn 5 ngày nữa nha bà con. Chúc bà con ta ăn thịt cá đuối vui vẻ, mạnh khỏe. Nào nào, xin chào.